Skyfall có thể nói là một tựa game huyền thoại một thời. Như các bạn đang thấy hình ảnh trên màn hình ở đây, đó chính là tựa game Skyfall ngày xưa trên Nokia của chúng ta. Đến chính mình, một fan không thể nào mà gọi là không trung thành của game này được. Tuy nhiên sau khi Nokia ra đi, Skyfall cũng đi theo Nokia luôn các bạn ạ. Và điều đó làm mình cũng hơi buồn một chút. Tuy nhiên thì tới gần đây, mình đã nhận được một tin rất là vui, chính là Skyfall đã quay trở lại với chúng ta. Đó chính là Skyfall Reload, ở trên App Store cũng như là trên cửa hàng Play đều có mặt hết. Các bạn hãy lên và tải về. Hiện tại thì mình sẽ demo cho các bạn chơi thử ở trên iOS, tức là trên iPhone này nhá. Đây là mình đã tải về rồi. Phiên bản phần mềm này của mình rơi vào khoảng tầm 700MB, nếu mình nhớ không nhầm là thế. Kể cả là iPad, iPhone thì ok hết, và kể cả Android của chúng ta luôn. Giờ mình sẽ vào game luôn. Để các bạn nhìn thấy những hình ảnh của chúng ta gọi là sống lại một thời hoàng kim. Mình vẫn nhớ ngày xưa cầm con Nokia xong bắt đầu là chơi một bàn phím và thấy sướng rồi, cho tới cái ngày mà chơi con cảm ứng còn thích hơn rất là nhiều lần. Không biết là các bạn như thế nào cái thời gian đấy, còn mình thì rất là tuyệt vời với tựa game này. Infinity. Đấy, bắt đầu load vào này. Chúng ta sẽ được lên một chiếc tàu và bắn thử luôn với công nghệ tối tân nhất. Tất nhiên là mình phải chơi thử rồi các bạn, sau đó thì mình mới ngồi đây chém gió được. Chứ không chơi thử trước mà nói thì nhiều khi nó bị lệch lạc. À, có tiếng Việt luôn. Ui, quá tuyệt vời. Ờ, nào ăn sao các bạn nhá. Ăn sao này. Mình thề là không khác gì ngày xưa luôn, quá tuyệt vời. Đấy, bắt đầu bắn máy bay này. Các bạn thấy hình ảnh rất là quen thuộc không? Những cái máy bay bay lừ đừ ra nhá, bắn rụng hết. Không tha một chiếc máy bay nào. Xong bắt đầu tí nó bắn mấy con boss, ôi trời ơi, quẩy tưng bừng. Khi mà lần đầu chạm tay vào tựa game Skyfall Reload này sau bao nhiêu năm thì mình vẫn cảm giác được cái cảm giác ngày nào chơi nó rất là thích. Kiểu bắn máy bay rất là sướng. Chứ nó không như những game bây giờ, đôi khi mình cày và mình chỉ được một thời gian ngắn là mình cũng thấy chán. Thậm chí là kể cả nạp tiền vào các bạn nhưng mà cũng không vui. Còn game này thì mình chưa biết có phải nạp tiền không. Đấy, nhưng mà có lẽ là mình chơi cũng cảm thấy là tuổi thơ nó quay về đã, rất là thích. Đấy, hy vọng là cái tựa game này mình giới thiệu sẽ giúp các bạn có thêm một cái option, một cái lựa chọn trong khi mà tìm kiếm những trò chơi nhá. Thời gian rảnh rỗi của chúng ta thì có thể không biết làm gì thì cứ tìm thêm là chơi thử thôi. Không biết là mình sẽ phải làm thế nào để qua chỗ này nhỉ? Phi qua hay là bước cái này qua? Thế này qua đi. Đó. Bắn rất là hăng luôn. Đạn bay ầm ầm. Xin chào, ta đã nghe nói nhiều về người. Toàn là chuyện xấu à? Thế thì bắn thôi, chuyện xấu thì phải dã thôi. Con này mạnh lắm các bạn ạ. Kiểu gì kiểu nó cũng cho mình chết ở chỗ này. Thế chứ gì? Phải nói là game rất là điêu. Các bạn để ý nhá, tí kiểu gì nó cũng sẽ làm một phát này. Gọi là cực kỳ mạnh luôn. Đấy các bạn thấy không? Bắt buộc mình phải chết đây luôn. Để kết thúc cái tựa game này. Và sau khi kết thúc cái phần intro này, mình sẽ vào phần tựa game chính. Thì đấy, như các bạn thấy là mình chơi qua một đoạn đầu cũng đủ để các bạn thấy cái độ hoành tráng của tựa game này đúng không nào. Và mỗi khi các bạn chơi xong một màn chơi như thế này, 1, 2, 3 ở đây, thì các bạn sẽ được nâng cấp tàu. Các bạn có thể chọn nâng cấp rất là nhiều thứ trong phần cứng của mình. Và các bạn sẽ nâng cấp dần dần lên để tàu càng ngày càng mạnh hơn. Và tối đa mạnh nhất sẽ là như cái con tàu vừa rồi nhá. Các màn chơi ở đây thì cái việc vượt qua các màn chơi mình đánh giá là nó nằm ở mức cũng không đơn giản lắm đâu. Mình phải chơi cái màn 1 này khoảng tầm 4-5 lần đến qua rồi đấy. Không biết là các bạn thế nào? Các bạn có cảm thấy là vui vẻ này, rồi là sung sướng khi mà chơi tựa game này như mình không? Các bạn nhớ để lại cái phần bình luận nhá, chúng ta cùng nhau trao đổi ở dưới đấy. Còn video này của mình có lẽ là cũng hơi dài rồi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Đừng quên ấn thích và đăng ký kênh của Siêu Thuật nhá.